Ngân Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng quý vị khán giả trong chuyên mục Đẹp là thẩm mỹ phát sóng mỗi tuần. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón một vị khách đã được trúng thưởng gói nâng mũi miễn phí từ chương trình, đó là bạn Quốc Duyên. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp bạn để xem tình trạng mũi của bạn như thế nào và mong muốn được chỉnh sửa mũi của mình như thế nào nhé. Chào Quốc Duyên. Dạ, chào chị Ngân Quỳnh. Đây là bác sĩ Dương Khánh Long, đôi tai vàng phẫu thuật thẩm mỹ 2013. Chào MC Ngân Quỳnh. Dạ, xin chào bác sĩ ạ. Kính thưa bác sĩ, theo thông tin của bác sĩ thì bác sĩ thấy trên khuôn mặt của Úc Duyên này nè, mũi chỉnh sửa như thế nào là hợp lý với bác sĩ? Cái dáng mũi này nói chung cũng là một trong những dáng mũi đặc trưng của người Á Đông. Tức là nó hơi thấp, cái phần đầu mũi thì cũng hơi to. Trên này, cái phần da ở trên này nó rất là gồ ghề. Nó rất là gồ ghề và nó bè vào hai bên cái phần trên này. Thật ra thì những cái phương pháp mà chỉnh sửa mũi hiện đại đó, nó đều có thể điều chỉnh được hết những cái phần này, làm cho cái mũi mình nó sẽ đẹp hơn, chắc chắn là sẽ đẹp hơn. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Úc Duyên nè, trước khi đến đây em có tìm hiểu phương pháp nào chỉnh sửa mũi không? Có, thì nói chung là cũng là trên báo, trên mạng thì cũng sửa mũi từ thân, sửa mũi bắt lai nữa. Thì không biết là sửa mũi bắt lai nó làm sao thì em cũng chưa biết. Thì em nhờ bác sĩ nói cho em biết để em biết thì được nhiều hơn nữa. Đó thì S-line dịch ra tiếng Việt đơn giản là một cái đường hình chữ S. Thì cái S-line này đó là cụ thể là thí dụ như ngày xưa đó, người ta nâng mũi đó thì nó hơi tây, tức là từ đây nó thẳng lên luôn. Nó không có phù hợp với người Á Đông, cho nên người ta làm cái dáng nó hơi lượn xuống một chút xíu rồi nó mới lên. Đa phần cái gương mặt người Á Đông sẽ phù hợp với cái dáng mũi này. Nhưng một số cái gương mặt khác thì chúng ta làm chữ S-line nó không có đẹp. Ví dụ như cái gương mặt người đó mình quan sát, mình thấy cái tỷ lệ phần trăm cũng như là cái đường nét nó cần cái mũi cao thẳng. Thì như vậy thì trong một số trường hợp ít thì chúng ta không làm S-line mà chúng ta làm gọi là L-line, có nghĩa là chữ L. Là có đường thẳng. Đúng. Cho nên là tùy theo cái gương mặt mà chúng ta sẽ chỉnh sửa. Cái thứ hai là cái S-line nó không có nói lên cái chất lượng của cái mũi, nó chỉ nói cái hình dáng thôi. Còn cái chất lượng bên trong là cái gì thì nó không có mô tả được, cũng như không nói về đặc điểm kỹ thuật được. Mà cái đặc điểm mà nói một cách đúng từ đó thì người ta nói là nâng mũi cấu trúc. Cấu trúc hoặc nâng mũi tái cấu trúc. Ví dụ chúng ta có sẵn rồi nhưng mà mình tái cấu trúc nó lại. Tái cấu trúc nó lại, đó là cái từ ngữ chính xác hơn và nói lên được cái đặc điểm kỹ thuật. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Úc Duyên nè, nãy giờ bác sĩ đã giải đáp trước tất cả những thắc mắc của em rồi, bây giờ em cũng cần hỏi bác sĩ gì nữa không để mà mình có tự tin vào ca phẫu thuật chứ? Rồi em đi về đoạn đường xa đó bác sĩ, nó có ảnh hưởng gì với em không á? Nó có bị sưng nhiều gì không á bác sĩ? Thật ra thì khi mình sử dụng phẫu thuật thì là cái phương án mạnh mẽ nhất để chúng ta điều chỉnh một cái gì đó chúng ta không có mong muốn. Thì khi sử dụng phẫu thuật thì nó có thể nó phải sưng một chút. Cái điều sưng là bình thường. Một thời gian khoảng chừng 5 ngày, 7 ngày gì đó nó sẽ hết, nó sẽ hết sưng. Còn cái vấn đề mà em đi xa có bị ảnh hưởng gì không thì em hoàn toàn an tâm là không có ảnh hưởng gì hết. Nếu mà chạm nhẹ và những cái mà chúng ta gọi là sinh hoạt hàng ngày thì hoàn toàn an tâm. Rồi bây giờ em đã tự tin bước vào ca phẫu thuật rồi phải không? Đúng rồi, em nghe bác sĩ nói em rất tự tin rồi đó. Chị Ngân Quỳnh chúc em có một sống mũi đúng như ý như là em đã mong muốn. Cảm ơn bác sĩ Long và Úc Duyên đã cho khán giả biết được những thông tin bổ ích của chương trình hôm nay. Kính thưa quý vị khán giả, để biết được sống mũi của Úc Duyên thay đổi như thế nào sau phẫu thuật thì xin mời quý vị khán giả hãy xem tập phát sóng tiếp theo của chương trình Phụ Nữ Chứng Mình nhé. Và bây giờ thời lượng chuyên mục
Đẹp và Thẩm Mỹ đến đây đã hết rồi. Tôi Quỳnh xin mời quý vị xem chương mục tiếp theo của chương trình hôm nay nhé.